còn rè không chút, rè không nên nó sẽ thấy như rè thôi. Alo alo, bạn nói gì vậy? Alo alo, nó có gì đâu hả? Vậy là mình thích rè. Trời ơi, trời bằng lẫn lẫn học luôn. Hôm trước thì mình đang tới cái kiểu bài cơ bản đúng không? Mình nói về kỹ năng thực hành tại lớp rồi. Rồi giảng giải lý thuyết thuần tí thì cái bước dạy của mình sẽ như thế nào? Một kiểu vấn đáp mình sẽ hôm nay mình sẽ nói mấy kiểu dạy thì chừng nói mấy kiểu dạy mình không hết luôn chừng hết giờ. Rồi, dạy lý thuyết thuần tí. Rồi, chuẩn bị đi nha, chút xíu nữa mọi người gửi lên cho mọi người giải lý thuyết thuần tí rồi mọi người sẽ có những cái bước nào về vấn đáp, có bước nào giải thực nghiệm ra ngoài, bước nào tình huống về ngoài tiết, có bước nào. Mình ghi ra rồi cho mình gửi lên. Là hỏi chút nữa là hỏi chút về cái giải thế từng tí á, không được đi. Chưa chị top cái quý vị nghe có bị rè không vậy? Đừng tôi biết đấy, tôi không có nghe được là có chút rè đúng không? Tôi nói có bị rè không?
tôi nói có bị rè không? Có quý vị nào khác không? Cấp tiếng lên nhìn tôi xem coi có tôi rè hay là có chi không để tôi điều chỉnh lại. Bây giờ vẫn bị kè. Không được rồi, để tôi chỉnh lại. Alo, alo. Hình như có người nói lo nói chuyện là rè. Ừ, sao ngộ ha. Hôm nay đâu có bị đâu, cái mà bị đâu. Rồi chào Duy Khánh, lâu quá rồi mới gặp lại ha. Trúc hồi nãy Trúc nói cái gì đó, Trúc Trúc có thể đánh một cách nó linh linh động lên trên đó được không? Con đừng có nói nữa, con nói nghe không chịu không nổi. Rồi hôm trước mình nói với các cái dạng kiểu bài cơ bản, cái phần dạy lý thuyết thuần tí, tôi thấy chưa có cái phần gửi lên. Ủa chưa làm rồi hả? Sao trong cái file lưu này đâu có đâu. Vậy kỹ năng thực hành tại lớp mà. Vậy kỹ năng thực hành tôi mới có làm đó 8 bước đó. Ủa chừng 1 chừng 2 rồi luôn hả? Ồ ồ ồ. Quý vị nào mà đâu có chép cái dạng 1 rồi đó, quý vị cóp dán lên giùm đi. Hoặc là để con quấn lên. Ừ hết rè rồi, hết rè rồi. Rồi con đánh lên đi ha. Vậy thì mình sẽ dạng 1, dạng 2. Vậy thì quý vị qua dạng 3, kiểu vấn đáp. Và học kiểu vấn đáp. Cái này nhiều lắm nè, lớp tài năng nhiều lắm. Bữa nào đẹp trời cái gió độc thổi qua, cái thôi bữa nay cho vấn đáp, không có dạy bài mới. Nhưng mà riêng hai cái lớp mới gần đây đó là lớp của khóa 13 và khóa 12 á là không có cái tiết này, tại vì dạy không còn trễ nữa. Trời đất ơi, tôi nói nghe nó nhây ra đó mà không kịp bài luôn, cho nên là không có dùng cái loại hình này kiểu vấn đáp. Chỉ có vấn đáp nhất thời trong trường cái trong cái tiết học thôi. Rồi bây giờ mình suy nghĩ đến cái kiểu dạy vấn đáp ha. Rồi dạy thực nghiệm. Rồi dạy bằng tình huống ngoài tiết học. Dạy báo cáo thì cái này là do các bạn làm rồi, như tình làm báo cáo rồi không còn nói ở đây. Nhưng mà dạng 3, dạng 4, dạng 5 là cái mà bạn phải để ý để bạn dạy. Rồi mỗi người cho một cái đi ha. Giờ dạy kiểu vấn đáp. Hai xí dạy kiểu vấn đáp nè. Không ai chơi ha, không ai chơi là ưu tiên bà Tú đi về kiểu vấn đáp. Alo bà Tú, có nhận được đề tôi chưa?
Tôi có trốn luôn. Rồi dạy học bằng thực nghiệm. Dạy học bằng thực nghiệm. Rồi dạy học bằng tình huống ngoài tiết học thì nó hơi khó. Nên này tôi làm. Dạy học thực nghiệm. Lợn nghe lợn. Mình làm cái bước như là hôm trước không thầy? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, ok. Bà Tú bà mở lên là bà đi ngủ hay gì vậy ta? Si cà que. Sao ngày nào bà cũng si cà que chứ như ta? Rồi thôi chị trả về cho chút đi. Chút đánh cái dạng 1 lên rồi xong rồi trả lời luôn dạng 3. Ai biểu bụng dạ không tốt mà còn ăn mít nữa, mít nó rất là nặng bụng, nó rất là nguy hiểm, mít không có được ăn ban đêm. Thôi con lợn thì không sao đâu, con lợn người ta nói ăn voi còn không sao nữa chứ ăn mít gì. Trời ơi, con cũng yếu đi, con xỉu rồi. Rồi, lo trả lời câu hỏi kìa, lo ăn hoài đi. Suy nghĩ ha, nếu quý vị trả lời dạy theo cái kiểu đó thì quý vị sẽ làm sao. Còn lại những quý vị mà chưa có kêu tên này, quý vị tôi vô coi coi. Thấm thì chưa có biết có tài năng sao cho nên khỏi nè. Cô Ngọc với My muốn đưa cái quy trình cho cái kiểu dạy nào cũng được hết, cứ quánh lên rồi bà Tú rớt cả luôn rồi. À còn bà Tú nữa, thôi để bà Tú vô nhé bạn. Cô Ngọc làm dạng 2 rồi, giờ làm dạng 3, dạng 4, còn 3, 4, 5 nữa. Làm tiếp thêm một dạng nữa. Ok, cảm ơn một chút rất là nhiều, bạn làm dạng 3 đi. Dạng 3. Giờ không xuống, không có lưu. Buồn mới ghê.
Hay là có rồi thì cứ gửi lên nha. Quy trình của nó là khá là chi tiết, thấp đất đúng luôn rồi. Máy xem có đúng máy vậy nè. Đây thì không khung nữa.
kêu cảm ơn bạn lợn. Thì các chị bạn sẽ có bổ sung thêm một quán mới. Mình có nghe nhắn cái bùm chị ai đó. Cũng như mình bằng trải nghiệm. Nãy kêu là chúc làm cái gì chúc vấn đáp đúng không chúc? Dạ đúng rồi. Phương thức vấn đáp rất là phổ biến trong lớp tài năng nhiều lắm. Đại trà cũng có, lượng giá cũng có, ngoại khóa cũng có. Cái gì kỳ cựu như chút nghĩ làm biện pháp này được. Chút xong rồi cái mình đi lại từ đầu ha, đi từ cái dạng đó. Nói gì cái gì mà cần ghi thì có thể ghi trước đi ha, để cho mình đi tránh hơn. Cái thời môn văn hóa thì thoải mái ha, cần phải này mệt não, nhưng mà vô tài năng thì cần mấy cái này. Để ví dụ nào thách thức tôi sẽ làm cái báo cáo một số phương pháp dạy học ở các lớp tài năng rồi sẽ chép lại lại cộng với một số gì đó mới mới nữa chuyện chép này không chị. Cái của anh ta mình chích vô không ạ? Rồi xí. Thêm xí. Nhưng gọn mà ngọt. Mà mới sáng tạo nữa, đâu có bao giờ trùng với ai đâu. Cái tính chưa lâu quá nên chị nói sơ sơ về cái phương pháp này. Đại học bằng thực nghiệm ra ngoài. Đầu tiên là xác định được mục đích của cái việc đi thực nghiệm bên ngoài là phục vụ cho nội dung bài học gì, bài học nào. Nội dung gì của bài học thì có mục đích ha, mục đích đi mà không có mục đích thì đi làm gì. Cái thứ hai là thiết kế lên kế hoạch cụ thể từng hoạt động ra sao, làm gì, bao lâu, phục vụ cho cái việc giáo dục gì. Tức là từng cái hoạt động ở trong đó
nó lại phục vụ cho việc giáo dục cái phía khác, và cái giáo dục ở dưới này nó có thể khác với nội dung bài học ở trên. Nội dung giáo dục gì? Nội chủ thiền mà có thể khác với nội dung giáo dục bài học. À, cái này cho nó mang tính cá thể, cho nó có thể là tập thể. Ví dụ như mình thấy cái lớp đó nó có cái tính chất vậy 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 đó, giờ mình cho đi ra ngoài, để mình cho nó đi ra ngoài thì mục đích của mình là dạy cái bài này, nhưng không, mình đi ra ngoài còn mình để giáo dục cái tính teamwork của cái lớp đó chẳng hạn, mà nó có nằm trong bài teamwork mình đang dạy, cái bài mình đang dạy như dạy vậy cái quần gì đó mình biết. À, chứ mà mình đi ra mình có cái tính đó vậy thì nó có thể khác với cái nội dung bài học. À, đó là tập thể, còn dĩ nhiên cá thể là nó khác nữa. Ví dụ như trong cái lúc mà mình cơ hội này đi này nè, để giáo dục cho con lợn về cái chuyện ăn uống chẳng hạn, nhưng mình biết cách thế nào nó ăn uống đi ra, nó sẽ bị chửi thôi. À, cho nên nhân cái cơ hội đi ngoài phá này đâu có nhiều người này lên ăn uống mất nết ha, nhân cơ hội này chửi đó là giáo dục cá thể chứ phải là nhóm. À, đây là cái bước thứ hai. Thôi trời, đừng có ôi trời, hồi tới cái phần dưới nè Dương mới lật ra cái té xỉu. Giáo dục ngoài bài học á thì cái này đó nó cũng nằm ở trong cái hạng mục là giáo dục ngoài bài học, nhưng mà nó có dính tới bài học, có bao gồm cả trong bài học lẫn ngoài bài học luôn. Bước thứ ba là tập trung và đầu đủ càng sớm càng tốt, dặn dò trước khi lên đường. Bước 4, phổ biến sơ lược và chuyến đi trải nghiệm cho cái người học sinh đã biết và biết cái yêu cầu của chuyến đi, từng hoạt động là thế nào. Bước 5 là dẫn đi, hướng dẫn qua từng hoạt động một, rồi điều chỉnh cho cái học sinh những chỗ chưa làm được và chưa đạt được trong những cái hoạt động ở trong cái quá trình trải nghiệm đó. Cái bước 6, bước này là không có nè, tương tác riêng lẻ trong từng hoạt động, tương tác cá nhân riêng lẻ, tức là cái chuyến đi chậu lâu lâu mình có mới có đi được ngoài lần chứ đâu phải là dễ đâu, cái bộ mình sắp sắp vô đứa này cái mình nói chuyện hỏi thăm moi ra những cái thứ mà mình đã thấy trước đó rồi nhưng mà không có tiện nói trong lớp học. Lúc này là tương tác cá nhân riêng lẻ được, nói nó một mình với người đó. Nếu như á mà đi ra ngoài mà ngoại khóa có thời gian dài thì trời ơi còn tiền dữ nữa ha, tiệt bát luôn. À, giáo dục là nhờ những giờ phút này, những giờ phút linh thiêng đó là dành cho giáo dục đó. Nếu mà mình không sử dụng được thì về nhà rồi gọi cái ông một cái vô cái lớp mà cái bao nhiêu đứa rồi sao nói. À, lúc này là cơ hội. À, rồi lấy thêm những thông tin và điều chỉnh trực tiếp cho cái học sinh đó. Cái bước số 7, quan sát cái quá trình chuyến đi đó, có từng học sinh đưa ra nhận xét trên đầu điểm tốt, điểm chưa tốt, anh cải thiện, ghi chú lại đó, ghi chú hết lại cái thằng đó, cái học sinh đó, phần tích chữ ghi chú ghi hết lại trên đầu. Rồi bước số 8 là lượng giá, cho học sinh viết về cái cảm nhận và đối chiếu so sánh với cái mục đích ban đầu của mình, xem cái thành công chỗ nào, cải thiện cái gì, rồi phân tích ưu nhược điểm cho học sinh, v.v. Đó, bước số 8. Bước thứ 9, sau khi làm bước 8 rồi phải qua bước 9, dự trù lộ trình giáo dục tiếp theo cho cái lớp đó hoặc là các cá nhân ở trong cái lớp đó. Rồi, phải có, tức là đi cái lần ngoại khóa này rồi mình mới bắt đầu mình mới biết ra đây là trời, đứa này nói gì, đứa kia nói gì, mới biết được là đó, hồ lô anh bán thuốc gì, hồ lô chị bán thuốc gì. Rồi bây giờ dự trù, xong cái đó đó phải dự trù tiếp theo là sẽ làm cái gì, làm cái chi đây cho cái lớp này, là cho cái cá nhân đó, dự trù thôi chứ chưa làm nha, làm mình qua cái khác rồi. Đó là 9 bước, cái gì hiểu không vậy? Hiểu không? Nghe thật nghe, nó là một cái quá trình tổng giáo dục vậy thầy. Ừ đúng rồi, nó là một cái sự tổng hợp, giáo dục tổng hợp rất là nhiều thứ. Đúng rồi, chính xác.
Đó, cho nên nó trời ơi, đi ngoại khóa một lần là phải cố gắng dữ lắm, tranh thủ dữ lắm định dạy tụi bay chứ bộ giỡn hả? Ở nhà dạy nó sướng gần chết không? Tự nhiên cái kéo đậu đi ngoại khóa nó nắng nôi mệt mỏi đau khác. Trời ơi, bộ sung sướng đó mà. Tiền thuê đúng không? Hít tôi vậy, bị chửi mất trời. Nó là phương pháp sư phạm à, cũng vấn đáp của bác sĩ có rồi này. Rồi tôi để đây chút xíu tôi lên đi bác thì tôi vấn đáp rồi tôi nói. Giờ tôi nói tới cái dạy học bằng tình huống ngoài tiết học. Dạ, dạy hô dạy tập bằng ngoài tiết học thì nó có 6 bước như thế này. Tức là cái này nó không có nằm trong hạng mục giáo dục nha. Tức là nó không có nằm ở trong cái phần trách nhiệm mình phải làm nha. Cho nên nó đánh dấu sao nha. Cái này thích thích thì làm, thích thì thôi nha. Không không bắt buộc ở trong cái lớp dạy tài năng. Mời ai đồng hành ai đó thì gắng làm. Tại vì nó nằm ở ngoài tiết học rồi. Tức là mình không có được trả lương để làm việc này. À, cho nên phải xác định cho rõ là làm là vô cho, vô tự nguyện, vô tình nguyện chứ không phải bắt vô làm. Cái chuyện đó vô phải tự xác nhận đối với chính bản thân của mình cho kỹ. Hay mà vấn đề nó lòi ra của học viên là từ cái phương pháp dạy này, và chất lượng nó cũng từ phương pháp dạy này. Nó đi sâu và nó đi xa là cũng nhờ phương pháp dạy này, tức là dạy bằng tình huống ngoài tiết học. Khi mà nó sắm vai trong tiết học rồi đó thì nó nhập vai lắm, nó nhập vai lắm, nhập vai người học nè, rồi người người dạy thì nhập vai làm giáo viên nè. Nhưng mà khi mà bước ra khỏi lớp rồi đó, tháo cái vai đó ra rồi đó là như nó khác lắm, nó khác lắm. Cho nên á là phải dạy bằng cái cách này thì lúc này nó mới đi sâu và đi xa được. Tức là trước tiên là phải quan sát được những cái tính cách, những cái hành vi cần giáo dục cái học viên mà mình đang đang giảng dạy. Tức là mình phải quan sát cho kỳ được à, phải biết nó có bị cái bệnh gì, những cái thứ gì từ tính cách tới hành vi mà cần phải sửa, cần phải dạy, phải để ý hết, ghi hết trong đó vô trong đầu, ghi hết vô trong não, bao nhiêu là phải nhớ hết không được sót. Mà nếu như mình không có cái nhận diện đó, tức là không có lượng giá thì vô phương. Cho nên là quý vị thấy cái bạn nào mà không có lượng giá hàng tuần á, không có xuất hiện á, thì đâu có cập nhật được đâu. Tôi đâu có biết cái người đó bị cái gì đâu. Thì nếu mà tôi không có biết cái người đó bị cái gì, tôi biết được đâu tôi giải. Thì sao vô lớp thì tôi chỉ tụng niệm đúng như bài học thôi, rồi lâu lâu mở ra một xíu thôi. Còn mà nó có trúng ai không thì tôi cũng có biết đâu. Tôi không có thông tin nào hết, tôi không có cái cập nhật nào hết. Đó thì quý vị thấy sự quan trọng của lượng giá trong đất tài năng là nó như vậy đó, là nó lấy để mà nó phục vụ cho những cái hoạt động dạy kiểu thế này nè. À, mà dạy như thế này là nó mới siêu chất lượng, tuyệt đỉnh công phu luôn. Dạy này giống như dạy con vậy đó, cho nên là nó chắc lắm. Sau khi mà quan sát xong rồi ghi nhận cái đó rồi, bắt đầu nó có cái tình huống nó xảy đến mà chắc chắn, mà gần nhau á, gần gũi lại thì sẽ có tình huống thôi, không không thể nào được khác được. Ví dụ đơn giản như là ăn uống, ngủ nghỉ, đi lại, tắm rửa, đủ hết các kiểu ha, cái chi cũng là tình huống sư phạm hết. Thì phải phải nắm liền cái tình huống, nắm liền cái tình huống đang xảy ra và phân tích cái tình huống đang xảy ra xem có thể chuyển thành tình huống sư phạm được hay không. Tức là không phải tình huống nào thì mình cũng có thể sử dụng làm tình huống sư phạm được, mà phải quan sát cái tính cách của cái học viên, hành vi của học viên cần điều chỉnh là gì để xem cái tình huống đó có cá đáp ứng được tới cái việc mà giáo dục cho cái người học cái tính cách hay cái hành vi đó hay không, thì phải để ý. Như vậy thì cái tình huống đó nó chỉ là tình huống sư phạm khi mà chỉ khi nó xài được như thế, nó tương thích với cái thứ mà mình cần điều chỉnh ở cái hành vi và tính cách học viên. Đây là bước thứ hai. Sau đó chuyển sang bước thứ ba, sử dụng tình huống. Đây, cái sử dụng tình huống này là muôn hình vạn trạng, đủ các kiểu các loại hết. À, nó có thể là gì? Nó có thể là đặt câu hỏi,
tức là mình hỏi nhiều khi tôi hỏi một ai ai đó một điều gì đó ở ngoài lớp học là nó nằm ở trong cái mục đích giáo dục á, đó là mục đích giáo dục nằm trong lớp học á, chứ không phải là ngoài lớp học đâu. Cho nên đối với tôi không có phân biệt trong lớp học hay ngoài lớp học, trong ngoài gì nó cũng là giáo dục thôi, nó không có thoát đâu, thoát được hết á. Cho nên đây có thể đặt câu hỏi, có thể là rầy la chửi bới mắng mỏ giống như bà lợn nãy bà nói trong chuyến đi bô tí tua, bà chửi tan nát hết trơn bà đó, rồi phân tích, rồi yêu cầu làm một cái gì đó, hoặc là giao công việc, hoặc là nhờ vả, hay là khảo đảo thử thách bằng cái chi đó vân vân, thì cái tình huống nó đặt xảy ra mà sử dụng tình huống đó một triệt để và sâu sắc. Cái này bà ai có kinh nghiệm trải qua rồi đó thì chút xíu cho chia sẻ thử ha. Bước cái 4 á, là quan sát cái cách học viên tiếp nhận và giải quyết cái tình huống sự phạm bất ngờ đó. Tức là ở quan sát nghe từ thái độ, cái hành vi, lời nói, cử chỉ, ý nghĩ thế nào, bla 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 của cái học viên đó. Rồi quan sát, để ý, ghi nhận từng chút, từng chút, từng chút, từng chút, từng chút một hết như vậy. Không bỏ sót cái gì hết nha, phải để ý cho người ta đụng cái tình huống đó người ta xử lý như thế nào. Và giải quyết khi nào ghi hết, sao hết vào bộ nhớ không bỏ. Bước thứ năm, đánh giá năng lực học viên dựa trên tình huống đó. Tức là xem coi cái cách giải quyết của cái người học như vậy đó thì có tiềm năng phát triển đi xa hay không, cái năng lực hiện tại là đang ở mức nào, rồi cái mức độ xứng đáng để đầu tư lâu dài hay không, rồi chỗ còn bị thiếu về kiến thức, về kỹ năng, về tính cách, về thói quen, về những cái chủng tử tiềm tàng của người đó là cái gì đó. Sau khi mà mình để ý cái cách mà người ta giải quyết vấn đề, cách mà người ta đối diện với vấn đề đã biết hết rồi, hồ lô bán thuốc gì là biết hết rồi. Rồi trong cái bước thứ sáu, khi mà đã biết biết như vậy rồi, đánh giá được như vậy rồi đó, thì cái thứ sáu là làm cái chi, suy tư cái lộ trình tác động tiếp theo trong và ngoài lớp tại nè đó, tức là sử dụng một cái ngoài lớp tài năng để đem vào trong lớp tài năng để dạy, để giáo dục. Cho nên đối với cái lớp tài năng á, thì cũng có phân biệt là dù đang ngồi trong lớp học thì cũng mới là tôi dạy ha, rồi cái ra ngoài lớp thì không có còn học nữa, khỏe rồi thoải mái rồi không có đâu, đều là tình huống sư phạm để dạy hết á, từng chút một. Ok, đối với cái phương pháp này quý vị đang học tài năng nè, có ai đã từng được nhận qua chưa? Tức xong không dám nói luôn, sợ sợ nói cái dính vô vô của ổng nữa. Nó tụt mạnh đi, con chim nó đứng này. Lặn đi chữ nhiều nước nha. Chị hai. Có nhận ra được cái phương pháp này không? Tiếp nhận và xử lý nó như thế nào? Đa thì cháu muốn lại cho con coi lại cháu muốn không để con ghi chú lại, sau đó con sẽ chia không được sẻ công nhận. Mình cả muốn ở sáu cái bước này á, thì ở cái bước thứ ba là cái sử dụng tình huống đặt câu hỏi này là phân tích nhưng rồi là một cái gì đó, thì tất cả những cái này đều như con đều đã được trải qua rồi. Tôi cũng như vậy, thì mỗi một cái nó sẽ cho mình một cái cảm giác khác nhau, nghĩa là khi mà mình được nhờ vả
có sự khác với việc cảm xúc như mình bị dày la đó. Thì con thì con cảm thấy là nó cho con những cái cảm giác khác á, thì con không có bị chán với cái việc là được một cái người đó dạy hoài. Đúng rồi, con có nhiều cái trải nghiệm khác nhau, con có nhiều cái sự ngẫm nghĩ, con có bị một màu hay là bị chán cái điều đó. Là quan trọng là sau những cái như vậy mình có học được cái gì không, mình có sửa được cái gì không. Có chứ. Nhưng mà ở từng cái mức độ, ở cái tình huống thứ ba, ở bước ba thì nó có cái sự tác động lên con nó khác nhau. Nhưng mà so với con trước đây ví dụ như là đầy la thì mình sẽ biết cái việc đó là nó quan trọng mà nó cần phải làm ngay lập tức, so với việc là mình nói chuyện nhỏ nhẹ từ khi ngủ đó. Con có cái cảm nhận như vậy thì đó là trước đây thôi, bây giờ thì biết cái gì cũng nên làm gì được tối nên làm. Đó rồi. Có lẽ là do nhờ những cái sự tác động đó với con thì con phản ứng với những cái điều đó. Từ đó thì mọi người đồng hành với con thì mới biết là cái tiềm năng con tới đâu, con có thể phát triển hay không, rồi quyết định dành thời gian cho con nhiều hay không. Thì đó là cái sự suy nghĩ của con từ sau cái bước này. Tiến Lợn nói trò hồi xưa mình hên gùa ha, mình phản ứng bằng cái cách nào không biết mà sao mà được nhiều đồng hành quá ha. Đang vậy. Tại ước có vậy á. Tại con cũng đang quan sát mấy cái bạn mà con đang có sự hỗ trợ nhiều hơn á thầy. Thì đang cố gắng nhưng mà biến đổi những cái hoạt động con nói, những hoạt động con làm, cái lời nói nó thành những cái bước như thế này để cho nhận được nhiều cái giá trị hơn, học được nhiều hơn. Con đi chú lại nữa con xài. Ok. Còn bạn tờ rút thì sao? Có, con cũng để ý có mà sẽ có luôn, nhớ là sẽ có nhiều cái tình huống á, là có nhiều thứ đáng lẽ con không nên làm nhưng mà thầy lại khuyến khích con làm. Thì thầy sẽ coi con sẽ xử lý cái điểm như thế nào. Dạ, để coi vô con chỉ biết tốt hay không, mà hoặc là con có đem cái vấn đề lên hỏi hay không, hoặc là có nhiều vấn đề con biết con bị thì sẽ như thế làm. Có nhiều vấn đề thì thầy không nhất thiết sẽ can thiệp vào cái chuyện của con, nhưng mà không biết cái thầy không biết, không biết nữa, nhưng mà thầy sẽ đợi là con có nói với thầy nữa. Con để ý thấy cái gì đó thì đó cũng là một cái thử thách cho con. Hoặc là cũng giống như cách mà con cũng đang làm với đồng hành đó, con cũng sử dụng rất là nhiều cái việc mà dạy bằng tình huống. Cũng giống như là cái trường hợp gần đây có một cái bé trong nhóm đồng hành đó, là thì bé đồng hành con đồng hành cũng khá lâu rồi, từ 5 đến 6 tháng rồi, thì con muốn cho bé một cái thử thách nhỏ nhỏ. Còn cái việc là từ cái việc mà con để ý tính cách thì cái cách mà bé phản ứng vấn đề hoặc trong cái quá trình mà con học lại cái bé nó thay đổi nào, có những bất tiến nào thì bé có đủ cái khả năng để con vượt qua thử thách không, mới đưa làm bằng cách là con thay đổi cái thái độ của con với bé đó. Còn con không còn nhẹ nhàng trước nữa, là trước cái vấn đề khó khăn hơn đó. Còn cắt giao hơn, không phải như trước kia là chuyện khó rồi, bỏ qua, không có, rất là nghiêm khắc. Thì theo vấn đề là, thì mình mới quan sát là cái cách mà bé đã thấy cái việc mà con thay đổi được như thế nào. Thì cũng như con cũng bị đó ban đầu là không có chịu được. Không có chịu được thì mình cũng biết là tại do cái năng lực mà nó chưa tới. Cái cách rất là do cái thói quen á, không biết gì hết đó. Nhưng mà mình biết là chưa đủ để bạn có thể vượt lên cái ngưỡng cao hơn.
qua một cái thích nhỏ nhỏ thì con thấy được cái người đó và con cũng đánh giá được cái năng lực của bé là ở mức nào. Và con cũng đang suy xét là sắp thời gian sắp tới thì con sẽ đưa ra những cái hướng đồng hành này cho phù hợp. Thì con cũng có ứng dụng cái việc này trong quá trình đồng hành với con nhiều. Thì cái cách này đó thì như thế là nó không có, nó gọi là không có chính thống, không có chính thống, nó phi chính thống. Mà cái gì mà không có chính thống đó, thì nó rất là tốt để cái chuyện mà mình có thể quan sát được, vì người ta không có nghĩ rằng á nó là một cái thứ của cái giáo dục, nên là người ta không có nghĩ rằng là mình đang giáo dục, nhưng mà mình đang làm giáo dục cho cái chuyện đó. Thì như vậy nó đạt được cái hiệu quả bất ngờ, hiệu quả mà người ta không hay biết được. Thì cái này nó cũng là cái cách để dự báo cho mình, dự báo được dựa trên cái sự phản ứng của học viên thì mình biết được cái sự đi xa của cái học viên nó tới đâu, rồi cái cách thức mình dạy nên như thế nào nữa, vân vân. Thầy ơi, nghe. Cái tình huống sinh học á, nó có phải là những cái vấn đề khi mà thầy quan sát một cái bạn nào đó có những cái vấn đề này đi, thì khi mà giải lớp tài năng thì ở cái bài học đó thì sẽ đá qua những cái vấn đề đó mà không có nói là của bạn đó, để cho bạn đó cảm thấy là hình như đang nói mình đó, để bạn đó đi sửa những cái tính cách, những cái hành vi đó, đúng không? À, đúng rồi, chính xác. Tức là khi mà các bạn học tài năng thì bạn có sẽ thấy là cái tình huống ngoài tiết học nó được đưa vào tiết học rất là nhiều, mà cái đó chính là cái mà quý vị sẽ thấy là quý vị đi dự thính lại lớp tài năng quý vị không có chán, đó là nhờ chỗ đó. Tức là bởi vì là tất cả những cái gì mà tôi quan sát được từ cái người học đó thì tôi biết là nên trong cái tiết đó nói cái khía cạnh đó theo cái cách nào để mà cho cái người học đó đó họ biết được rằng cái bài này họ đang nói về họ đó, để họ xài. Nếu như mà họ biết được cái điều đó, họ thấy được cái điều đó và họ khởi lên cái tác ý là trời, cái bài này ta có thể sử dụng được đây, ta sẽ xài cái kiến thức này đây vào trong cuộc sống của ta đây, ta để sửa cái chuyện nọ chuyện kia đây, thì cái người đó là một người có cơ hội thăng tiến xa. Còn ngược lại, mà cái người cảm thấy trời chết rồi, ổng phát hiện cái gì của mình rồi, ổng nói xéo xéo chúng mình rồi, này kia kia nọ đồ các kiểu đó, rồi cái lo né không mà đâu có lo học đâu, cho nên không có sửa mình được. Mà thầy có những cái việc nào mà mình khó có thể phân tích được tình huống sư phạm hoặc là không thể luôn không? Chưa hiểu. Tức là có một số những cái vấn đề như là những cái cái gì như là mặc cảm tính dục á, thì cái đó thường nó khá là nhạy cảm, thì mình sẽ giải quyết thường là mình cũng sẽ biến thành cái tình huống sư phạm như sao? Đối với những cái dạng nào mà nó sâu á thì không thể nào, không thể nào mình biết được để mình đưa vô. Chỉ có cái là cái tri thức mình nói nó đủ bao quát, nó đủ bao quát hay không, và nó có đụng chạm được đến nó hay không. Ví dụ khi giảng về cái chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên thì mình sẽ cố gắng mình đưa nhiều nhất các cái vấn đề, ví dụ như của chăm sóc sức khỏe sinh sản của người nam đi, thì các vấn đề mà thường gặp phổ biến nhất của người nam, đặng chi nếu như nó có đó thì nó không đụng này cũng đụng kia, thì để mà nó hiểu. Nhưng mà nếu như cái chỗ đó đó, những cái trường hợp mà cái này là hiếm hoi, chỉ có một vài thôi mà nó trúng thiệt, trúng ngay cái vấn đề của nó, thì nó sẽ tìm đến mình, nó hỏi sau chương trình, sau cái buổi dạy, hiểu không? Mình mở được cái cửa, nhưng mà chỉ có mở cửa thôi chứ vô được đâu, cho đâu vô, người ta cho mới vô. Thì như vậy sao cái tiết đó thì mình nói trong cái tiết nó đúng như cái trường hợp của người ta, mà người ta bí, người ta không có biết cách giải quyết, thì người ta tìm được người ta nhắn, người ta hỏi à. Có một số như vậy, một số có một số chứ không hết nha.
Đó thì cái gì sẽ dạy bằng cái tình huống ngoài tiết học này thì nó hay lắm, nó đã lắm, và chúng ta biến được tất cả những cái thứ xung quanh chúng ta thành tình huống sư phạm hết để mà mình dạy. Tức là mình không có phải thoát vai rồi nhập vai trở lại vậy chứ, lúc nào mình cũng dạy hết chứ. Cho nên cẩn thận nha, không có khéo là chịu không nổi nha, overload nha. Rồi, chờ đi lên xử lý sư phụ chút cũng đấy rồi, mình nghỉ, dễ rồi. Thì vấn đáp. Cô hỏi cái dưới cái nữa Được. là cái bước ba lúc mà mình sử dụng tình huống á, thì từng cái cách mà mình dùng á thì nó sẽ phụ thuộc vào trong cái tính cách của cái người kia hay sao? Đúng. Khi mình sử dụng tình huống là mình phải buông bỏ cái tính cách của mình. Hiểu không? Ví Mình dụ nhập vai. ví dụ nha, cái tính của mình á là cái tính mình rất là hình tròn, rất là tâm lý, rất là nhỏ nhẹ, dẹp cái đó qua bên dùm cái. Tại cái tình huống nó không cho phép mình nhập cái vai với cái tình, với cái tính cách đó của mình được. Hiểu không? Dạ. Rồi ví dụ như mình á là một cái chiếc người á mà toàn là cây cây tre không mà quất bạc 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 siêu lý không à, không có tâm lý được. Nhưng mà trong cái tình huống đó mình không thể làm gì đó, bắt buộc mình phải dòng để qua bằng con đường cái tâm lý mình đi, là buông bỏ ngay liền và tức khắc cái thói quen xử lý vấn đề bình thường của mình để có thể giáo dục được thông qua cái hành vi cái tình huống sư phạm đó. Tại vì nếu như mà mình giữ nguyên cái y xì như cũ đó, người ta đâu có mở, người ta mở cửa ta đâu cho mình vô đâu. Nó không có phù hợp. Người ta không cho mình vô để gì mà dạy, người ta phải vô được thì mới dạy được chứ, vô hang cọp mới bắt được cọp con chứ. Cho nên là bắt buộc mình phải bỏ đi cái gì mà mình gọi là cái thói quen, cái sở thích, cái tính cách này nọ kia gì đó của mình nó dẹp qua bên hết đi, rồi mới có thể xâm nhập vô để mà dạy được cái mới cho người khác. Cậu thấy cái việc mà từng 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 tình huống mà mình áp dụng cái cách gì giải quyết như thế nào ấy, nó rất là khó, nó cần cái kinh nghiệm mình làm nhiều quá đúng không thầy? Đúng, chính xác, kinh nghiệm và sự hiểu biết. Ok, cảm ơn thầy. Rồi chị cũng đáp à, này có phát giấy nữa hả, phát giấy cho học sinh ghi câu hỏi xuống chủ đề hoặc khảo nghiệm. Đó là một cách thầy ơi. Cho nên mình ghi tổng quát đó, thì mình không có ghi 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 cái một một mà mình phải ghi cho nó khái quát, cho mình nó khái quát mà giáo viên trả lời các những chủ đề đi học không. Khi mà vấn đáp thì không có chủ đề nữa, vấn đáp thì hỏi cái gì cũng được. Nếu như mà mình ở trong những cái chương trình khác bên của thiên hạ đó thì mình còn phải xác định nơi hôm nay nói chủ đề gì, hỏi trong đó thôi, đừng hỏi ngoài, hỏi ngoài chúng biết đường chứ trả lời. Nhưng học tài năng là đâu có được như vậy, học tài năng thì bất kể nó thích hỏi gì nó hỏi à, mà nó hỏi gì cái thứ mà nó không có nằm ở trong cái chủ đề, nó nằm bài học luôn được, hay to được ha. Tập trung vào tiết học được, cái thứ số 2 thì cũng cần bỏ luôn cái số 2 đi. Mà là thay bằng cái bước 2 mới. Bước 2 gợi mở, chào mời, đặt câu hỏi,
này có thể là mình tự đặt câu hỏi. Để gợi ý. Hoặc là giải thích. Giải thích tại sao nên hỏi nhiều, hoặc là kích thích. Hoặc là phân tích một vấn đề nào đó để gợi ý cho người học hỏi. Bước 3. Người học đặt câu hỏi. Người học đặt câu hỏi. Đây mới là cái thứ mà mình phân tích ra nè. Người học câu hỏi. Đây trường hợp thứ nhất nè. Câu hỏi hữu ích để trả lời. Nếu câu hỏi hữu ích để trả lời thì sao? Thì biết trả lời. Trả lời. Đúng rồi. Đi trả lời. Là sẽ có câu hỏi không hữu ích. Có đứa đã rất nhiều lần như vậy. Đi trả lời và mở rộng câu hỏi cho được lợi lạc nhiều hơn. Câu hỏi không hữu ích cho người hỏi. Có thể là trả lời hoặc không trả lời. Hoặc đặt lại thành câu hỏi khác từ ý câu hỏi đó cho hữu ích rồi mới trả lời. Câu hỏi hữu ích cho người hỏi nhưng lại không hữu ích cho tập thể. Yêu cầu hỏi trong sổ đồng hành hoặc nói rằng sẽ trả lời sao, hoặc viện lý do nào đó để không trả lời trực tiếp. Câu hỏi không hữu ích cho tất cả mọi người, tức là hỏi xàm không suy xét. Trong câu hỏi chỉ cần tư duy một bước
tự trả lời được. Nếu có chì giờ và có dụng ý khác thì trả lời, hoặc sử dụng như một tình huống ngoài việc học để giáo dục không có thời giờ thì lướt qua không trả lời. Nếu vẫn cố hỏi thì sẽ tiếp chỗ sai trong câu hỏi đưa đến sự không trả lời. Thuận tiện thì nó hiểu không quý vị? Em cũng chưa có rõ cái chuyện tiền đó thầy. Thuận tiện là ví dụ như cái bữa đó mình khỏe trong người, mình thấy mình đủ sức để mình đuổi hoa bắt bướm thì mình làm. Còn bữa nào mình thấy không khỏe trong người, không đủ sức để đuổi hoa bắt bướm thì thôi. Ủa Mình phải sử dụng nó như một tình huống ngoài tiết học để giáo dục. Đó là đối với cái người học đặt câu hỏi, giáo viên trả lời câu hỏi hoặc cho học sinh trả lời câu hỏi nha. Bước 4, tùy vấn đề mà có thể cho học sinh thử trả lời rồi sau đó bổ sung thêm cho hoàn chỉnh để tập vở giúp học sinh quen tư duy nhanh để giải quyết vấn đề. À, giống như cái chuyện mà cái bước để làm mấy trả lời mấy cái câu này nè, đó cũng cho quý vị làm để quý vị có được cái thứ này. Là bộ chuyên quản chỉnh nè, cái này hình xong cái này. Cái bước thứ năm á, đôi khi phải hỏi lại học sinh để có thêm thông tin mà trả lời. Đôi khi phải phân tích câu hỏi ra thành các câu hỏi con để mà trả lời. Mình có thì mình trên bức trên này.
câu hỏi phải có ý nghĩa sư phạm. Quán sát tính sư phạm của câu trả lời trước khi trả lời. Sư phạm là đến giáo dục đó nha. Tổng kết để vấn đề và mở cho những kia. Ok, cái này cũng được. Đó là 7 bước đối với dạy học trả lời câu hỏi. Trời, 47 luôn rồi. Quên mất, quý vị có mệt chưa? Chưa thầy ơi, tiếp thầy. Chắc ngủ hết rồi hả? Sợ ngủ thôi, chịu không nổi thôi, thế này cũng hơi kia. Rồi, đối với cái phần mà dạy học bằng cái vấn đáp thì còn có gì thắc mắc khó khăn nữa không? Có thể hỏi là thầy ơi, rồi. Ở cái chỗ câu hỏi không hữu ích cho tất cả mọi người hỏi sàn không sư xét á, thì nó ở phần dưới thì như có thời giờ thì sử dụng một tình huống ngoài cái học giáo dục, tức là mình chỉ chỉ ra cái tính xàm của câu hỏi đó. Ok, nó giải thích ý nghĩa đúng không? Ok, con cũng chưa hiểu cái đó thôi. Rồi, cái gì được chưa? Ta chết, chết chưa ha? Chết cho xong đi rồi nghỉ. Ví dụ nào mà chết xong trước rồi thì quý vị có thể nghỉ trước ha. Việc sức khỏe, mai còn đi học, hành, kiểu cũng như kia rồi đó. Xong rồi các bạn đi trợ giảng và thỉnh giảng nó rất tiềm năng á, nhớ nha cái phương pháp này để mà dạy. Hôm nay là cái tú cái túc nè, có mi nè, ngủ thôi giờ thôi ngủ ngon. Thấy là để dạy tài năng thì nó khá là cực, không phải đơn giản như mình dạy kiến thức các trường lớp lên chép cái tự cho chép và xong thoải mái. Mình dạy quán sát trường chết cái gì đó này, tranh thủ làm đi để thôi là
là bỏ quên nữa đó. Chết rồi, tôi nghĩ chết nha. Rồi, bye bye, ngủ ngon. Thầy ơi, con chưa chết xong nha. Thì cứ chết. Thầy ơi, thầy, khi nào mà mọi người chép xong á, thầy kéo xuống dưới cho con coi là dạng 4 nha. Ok. Thầy kéo xuống dưới cho coi đi thầy, con chụp lên rồi. Thầy ơi, chết xong rồi. Ok, nào con nghỉ. Bye bye mọi người, con.